Tại Hà Nội, Trung tâm BRIC đã tổ chức lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 33 bạn thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tốt nghiệp khóa đào tạo nghề do Trung tâm phối hợp với các khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội tổ chức. Trong thời gian 6 tháng, các học viên đã được tham gia chương trình đào tạo thực tế miễn phí tại 5 khách sạn, bao gồm lý thuyết và thực hành, cùng các kỹ năng làm việc và kỹ năng sống. Cùng với đó, các học viên cũng được luân chuyển qua nhiều bộ phận và vị trí khác nhau trong khách sạn để được trải nghiệm tầm quan trọng của việc làm việc theo nhóm, việc phối hợp, tương tác và hỗ trợ giữa các bộ phận để đảm bảo hoạt động kinh doanh tại khách sạn được diễn ra trôi chảy. Ngay tại thời điểm tốt nghiệp, 29 trên 33 học viên đã được nhận vào làm việc tại các khách sạn 5 sao và các khách sạn chuỗi nhà hàng cao cấp khác tại Hà Nội.